ứng nhu cầu thờ phượng và tôn vinh Chúa của các con cái Chúa, đặc biệt là người Việt. We'd like to share the purpose of this program once again. First is to follow the vision that God has given us to meet the needs to bring the Christians together, especially the Vietnamese-speaking community. We see the passion and the yearning of worshiping God, and therefore we're trying to be hands-on in this. Vì chúng tôi nhận thấy được sự thiếu thốn và khao khát của các con cái Chúa tại nơi đây, những mong góp một bàn tay làm giàu thêm vườn hoa trong vương quốc của Đức Chúa Trời. So we take this opportunity to try to meet the hands and feet of the kingdom of heaven. Mục đích thứ hai là kêu gọi sự hiệp một giữa các hội thánh trong vùng, giữa các tín hữu trong các hội thánh với nhau. The second is to bring unity to the churches in the Houston area. Con cái Chúa cần xích lại gần hơn để cùng làm việc và thông công với nhau, để công việc Chúa được tiến triển rộng hơn, mạnh hơn mà không bị dừng lại trong khuôn khổ bốn bức tường của chỉ một hội thánh. To bring Christians closer together and serve in fellowship so that God's work is stronger and more fruitful, not confined to the walls of any church. Chúng ta bỏ qua một bên những không thích giữa các hội thánh, giữa các cá nhân. We will put aside our own personal wants and needs. Chúng ta sẽ không xem nhau là tín hữu của hội thánh này hay hội thánh kia, mà là anh em trong một ngôi nhà duy nhất, nhà của Đức Chúa Trời. And not see each other as a member of any single church, but a member of God's house. Chúng ta sẽ không xem Worship of the Heart là một chương trình của hội thánh Thiên Âm, mà là của tất cả mọi một người trong chúng ta. We don't want worship from the heart to be known as a program from Thiên Âm Church, but for all the churches where everyone has a part and a voice. Mỗi một người trong chúng ta ngồi trong thánh đường ngày hôm nay dự một phần trong sự thành công và sự phước hạnh của chương trình ngày hôm nay. Everybody here plays a part in how this program will succeed or not. Chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức chương trình chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Hội Thánh San Andrew đã cho mượn cơ sở, các con cái Chúa tham gia góp mặt trong chương trình cùng tất cả các ông bà anh chị em đến dự. On behalf of the program committee, we want to give thanks from the bottom of our hearts to St. Andrews for letting us graciously use the facilities, for our brothers and sisters that have part in the program, the guests that came tonight, and everyone here. Đây không phải là một lời cảm ơn suông, nhưng mà là những gì từ tấm lòng của chúng tôi. This is just not just a word of thanks, but truly from the bottom of our hearts. Chúng ta hãy bắt đầu sự thờ phượng bằng những lời tán dương, chúc tụng danh thánh của Chúa. Xin mời chúng ta cùng đứng lên. Let's begin tonight with the round of worship. Are we ready to worship?
Chúa đang làm những việc lớn trên chúng con. Những con cái Chúa ở nơi đây, đây là việc lớn và khó cho chúng con, nhưng chúng con tin và sẵn sàng thi hành theo ý chỉ của Ngài. Nguyện sự ngợi khen của chúng con, sự ca tụng của chúng con quy danh hiển về danh Ngài.